bổn nguyện hành thông trên cung trời đau lợi. Phẩm thứ nhất Phật hiền hành thông. Ta nghe như thế này một thở nọ, tại cung trời đau lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai trong nẻ cũng kịp mà hiện thức đại trí quan không chẳng thể nghĩ bàn, để đề phục chúng sinh căn cần làm cho chúng nó gọi pháp phổ pháp pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật địa xa hay giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng gỡ lớn như là vườn mây sáng gỡ đầy đủ, vườn mây sáng gỡ đầy từ bi, vườn mây sáng gỡ đầy trí huệ, vườn mây sáng gỡ đầy bát nhã, vườn mây sáng gỡ đầy tam muội, vườn mây sáng gỡ đầy kết tường, vườn mây sáng gỡ đầy phước đức, vườn mây sáng gỡ đầy công đức, vườn mây sáng gỡ đại quy y, vườn mây sáng gỡ đại tán thán. Đức Phật sống ra bát khối tuyết vườn mây sáng gỡ như thế gọi là phát ra các khí tiếng vi diệu như là chứng bố thế độ, chứng trì giới độ, chứng nhập độ, chứng tinh tấn độ, chứng hiện định độ, chứng bát nhã độ, chứng từ bi, chứng hiện xả, chứng giải thoát, chứng vô lậu, chứng trí huệ, chứng sơ tự hóm, chứng đại sơ tự hóm, chứng mây sấm, chứng mây sấm lớn, trời gầm hội họp. Khi Đức Phật phát ra tất cả tiếng trí vi diệu như thế xong, thời có vô lượng hàng trời gồng quỷ hồng ở trong cõi ta bà cùng cõi nước quan sát công đức hàng hợp nơi cung trời đó lại, như là trời tứ hiền quân, trời đó lại, trời tu diễm ma, trời đó xuất lại, trời hóa lại, trời hóa hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời hiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời hiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước á, trời quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời hiện kiến, trời hiện, trời sắc cứu cánh, trời mã hay hướng la, chánh trời phi tử, phi lực xuất, trời hăng chúng, năm chúng, còn có chúng vị hằng, lại có những vị hằng, lại có những vị hằng có ta bà cùng có lớp con khác như hằng biển, hằng sông, hằng gạch, hằng cây, hằng núi, hằng đất, hằng sông trầm, hằng lúa mạ, hằng chủ ngà, hằng chủ đêm, hằng sông, hằng sông trầm, chủ ăn uống, hằng chủ ăn uống, hằng cây cỏ. Các vị hằng như thế đều đến hội họp. Lại có những đại vương có ta bà cùng có nước phương khác như các một quỷ vương đậm huyết, quỷ vương đậm tâm khí, quỷ vương đậm hơi nắng, quỷ vương hành bệnh, quỷ vương với độc, quỷ vương từ tâm, quỷ vương phất lợi, quỷ vương đại kính, quỷ vương các vị, quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài văn hồng sư lại pháp tương tự đại bồ tát gần ánh sáng coi tất cả chư Phật bồ tát và trời gồng quỷ hằng đó ở trong thế giới này còn thế giới khác, ở trong mức độ này còn mức độ khác, nên đó là hợp tập công trời đó lợi như thế ăn có biết số bao nhiêu chăng. Đức Phật bảo ngài số bao nhiêu chăng, ngài văn hồng sư lại bạch Đức Phật rằng: Nếu dù mà là có con đã tính đến cho mình chứ không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài văn hồng sư lại rằng: Đến tay dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Sau ăn phòng này thì có ngày để cho người ta thì thấu kết ra sẽ đứng lại. Thấu kết ra sẽ đứng lại hoặc có độ, đơn độ chưa độ, hoặc đó hành tụ, đơn hành tụ chưa hành tụ. Ngày con sẽ lại bạch bạch rằng: Từ hỏi ra sao về trước, con đã vô căn lành, chính đoạn trí vô ngại là Phật nó mới hợp kinh nhận liền. Còn hiện tiểu quá anh văn trời gặm tới một chúng những phút sinh trong đời sau, giọng nghe là nạc quý như lan chắc là sinh lòng nghi ngờ, rồi cháu có lẽ bao nhiêu cũng chưa khỏi hiếp bán. Cái mong nét thái tâm ơn điểm của Ngài Đại Tôn Bồ Tát, người tư hẳn gì là bao nhiêu mạng tổ đức sức cũng phải như bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Hồi Sơ Lợi rằng: Ví như bao như cỏ cây lùm gần lúa mè che lao đá núi bụi bặm, trên cỏ tâm thiên đại thiên, cứ một Phật là một sông hằng, và cứ số cát trong một sông hằng, một hộp cát là một cõi nước, và trong một cõi nước có một hộp bụi nhỏ là một kiếp, và bao nhiêu số bụi nhỏ chứ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc ngày Địa Tạng chứng qua vị hợp Địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp ở trên, không là những khỏi ngày Địa Tạng Bồ Tát khỏi bậc thanh văn mật với chi Phật. Này văn hồn xưng lại với hàng nhân lượng Bồ Tát, của Bồ Tát cũng không như vậy đến được. Và đằng sau nếu có trai hiện nam, người nữ nào nghiên tục ngày Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng với lại hoặc sinh hệ hoặc cúng dường dẫn đến vẽ khắp đáp sơn tưởng ngày Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh linh của trời đã lại, bởi vì chẳng còn bị đau sau đó bị cái mất đạo. Trong nhớ tôi phát nguyện lại hở và khả thân người biết kiếp về trước, tôi phát nguyện vô lượng vô số này tha bắt kiếp về trước các bác có nước Phật ra đời hiện là nó có vật cái này là sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh Như Lai thì nhất tự thấy Đức Phật tốt đẹp, Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, hạnh phúc trang nghiêm, nó đẹp hỏi Đức Phật tu hành gì mà lại tốt đẹp như thế. Khi ấy sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh Như Lai vẫn tự rằng muốn cái lượng hạnh tốt đẹp này có phải chứng minh cho một thanh niên nó sao được hết cái sinh khốn khổ.
này văn phòng sẽ lại sẽ nhân sản xong được phát hiện gần từ ngày nay những tàu xuất đến hai cái xí ở đại sao tôi và những sinh quan sát đường mà giảm bán nhiều phương tiện làm cho chúng nó được đều đặn với cái khác cả và tại hai con mới tiến hành vật đạo bãi chứa đất và thay cho nó tốt cái lúc hình thành như la thì là con ngọc mới hơn trái 301 không có kiếp người con mà nhà vẫn còn làm bị bồ tát bà la môn mẫu của mẹ là hãy bắt khá thân nhiều với sức kiếp về trước lúc đó cái trong đời có đức phật hay là lúc đó trong đời có đức phật hay là liên hoa lúc trong đời có đức phật hay là nhất là được tại vương như lai nếu phật đó họ 40 kiếp nếu phật đó họ nếu phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số nếu phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số kiếp trong hồi chúng pháp có một người con gái dòng bà la môn người là người đại chúng phóng sanh này mọi người đi kính lễ khi đứng trong ngày cũng như hai người dạy mà mẹ một cái người rất là đặc người cái sinh tam bảo hãy hai nữa một lần nói một chỗ nơi đây người không cần xin nhớ là mọi người họ định cho là mọi người sẽ chứng kiến như là bà mọi người sẽ thanh thản chẳng qua đâu vậy chắc là họ sẽ đọc vào giới ngục khi ấy nên chuyện lúc đó nên biết rằng mình không khi còn sống trong nhân quả để chắc có hai người quá mà sinh vào đường ác anh nữa bạn bán nhà đất sống những hoa cùng những lời lễ cúng rồi lễ cúng nhìn cái chùa hết hồi đó Phật rất là được tại phương trong một ngôi chùa cái hàng rồi Đức Phật rất là được tại phương rất là nhiều cái công nghiêm hôm nay khi bắt đầu Đức Phật được càng sang làm một kính ngưỡng tự nghĩ hàng gần Đức Phật đã đánh đại giác tất cả cứu huệ với Phật chủ đại khi mà Đức Phật cho nó mà không Phật Phật cái này cũng là mang tới sau vào chốn nào nghĩ đến đó nữa người tổ gia lại cho mình tự nghĩ lai mà lòng muốn miếng mãi bỗng ngoài trên đây không có tiếng nói gần anh ấy nó sắp kia hơi định chơi bi ai quá lắm người ta sao đó kinh nghiêm biết cả có mạng ngươi anh nữ anh nữ chấp tay hướng lên hay không mà với rằng cái thằng nào đó mà dễ bắt là sợ lo có tôi như thế tại khi mà tôi mất đến nhau tôi không nhớ được có biết đâu để hỏi tôi có người đang xem một chút nào cho nên không là cái tiếng bảo anh đến rằng ta lại đã bảo có giúp hai một thực tập như là người đi chiến bái đó hay người như mẹ chơi hơn thì chúng ta xem cho tôi đến chỉ bảo các bạn người nói xong mình sẽ xuống cho mình mấy điều bị tổn hơn những người đứng bên bậc nó dạy mẹ có sao nhưng đã mới tỉnh lại rồi cùng cho nên xong rồi cô xin đức Phật sẽ hơn của người trời cho xin có mẹ con nha cho mấy con sắp chết mất đất nó sẽ hành được tại vương như lai bảo nói rằng cúng dường xong ngươi mong mong trở về nhà và ngồi ngay hẳn với tổ nhân thiện của ta để ngươi sẽ biết chỗ thân các bạn ngươi lễ Phật xong mới mình trở về nhà vì hắn như mẹ đã nói ngồi ngay hẳn thì mình hiểu cố nhất của đức nhất hành được tại vương như lai chạy xuống một ngày một đêm bấm hang mình đến một biển kia nói chân biển nó sụp sụp có rất nhiều hắn giữa hỏi tôi là xác định trên biển chạy cáo này sẽ đổ bên kia hay những chạy cần có cái gì để nhìn mọi chuyện đó trong biển mới có giữa nhà ăn thịt lại hang bây giờ sao thì lại lòng mặt người ta vừa mắt một chân gì đầu khi đang chỉ ra ngoài mẹ mới nhậu nhường gươm cặp mắt chó sáng như chớp nháy ta cứ như là mất cuộc không mới nhậu nhường gươm mới nhậu nhường gươm rồi những người tội còn hú dữ rồi quay lại chụp mắt người tội tấm bắt một chân người tội lại tình trạng muốn hối chẳng dám nhìn lâu khi ấy nếu nhìn thấy sắc như vật tự như không cân sợ có một người đuôi buông đến cuối đầu ông tiếp rồi anh nói rằng hai bồ tát có những sự gì đến chỗ này anh nói họ biết vương đàn đây là chỗ nào biểu vương bắt đầu có ngày nay là tuần mới nhất ở phía tây đảo phi anh nói rằng trong cái đảo phi có địa ngục ở cái chế chăng có được các hiện có địa ngục anh nói họ rằng tôi nghe tôi làm sai đến cái địa ngục đó cô đầu đó giờ nếu không có sức của hàng có phải do nghiệp lực mình hai điều này gây ác không bây giờ có thể nó được nên họ rằng nhìn cái về sau nó không biết là sao sao chúng ta thấy và có những tội những người tội cũng có dữ vô đạo tất cả những người tội trên biển này là những kẻ tội ác có như hồ đề nó chết trong cái môn chính này mình có thể đây là công đức mà không bắt con niệm cho nó sống cái đây là không một lực nhân lành nào cả vì hết những cái heo từng tới hồi đang gây tạo mà có nếu có ở địa ngục tại vì hồi đầu ở biển này các cái này mình mới nghe từng về phía đông nó có một cái biển sẵn sàng lúc cũng sẽ có trong biển nó sẽ bỏ hồi biển này phía đông của cái biển này nó có một cái biển nhỏ sẽ có trong đất trọng hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa có ba nghiệp và cảnh này ra nên gọi là bản nghiệp chính là ba cái biển này vậy anh nữ lại hỏi địa ngục ở đâu thế nên là hỏi vương đập gần địa ngục ở đâu vương đập rất gần trong ba cái biển đó này là lệ ngục nhiều đến 600.000 về địa ngục lớn là có 18 chỗ và cái đó có 5 chỗ đủ của mình sẽ khổ sở và cái nữa có 1.000 cái này của mình sẽ khốn khổ anh nên là hỏi vương là trong mỗi có tôi mới cuối cùng để con có hành hồn của người có xa vào chốn nào biểu vương cô đập đất gần như vương đập hỏi anh nữ gần không mỗi có Bồ Tát tôi còn sống mà làm những việc gì anh nữ đáp rằng không mỗi trong
tính về đạo. Kinh Trang Tam Bảo họ ấy mặc dù anh nữ Kinh Trang Tam Bảo họ có lúc tầm hạ sanh chánh tính nhưng xong còn chẳng kính. Giờ phút mơ lâu mà chơi có đại lạc vào đâu. Bỉ vương họ đọc nói rằng hai mỗi con bồ tát tinh thần là gì? Thế nên rất rằng thân phụ và mẫu tôi là dụng gia bà la môn, thân phụ tôi hiệu là hy la hiện kiến, thân mẫu tôi hiệu là diệt đế lợi. Vừa rồi chúng ta hỏi nói rằng nên nên tôi xin nói thêm cho về nhà, cho nên là nhớ bà ngồi quá lắm nữa. Tôi nói gì chúng ta là sinh có chạy đến đây đã 3 ngày rồi. Nghe nói như con gái cũng là có lòng hắn hận vì mẹ mà sống sửa lên là tôi chạy phước tình cũng như là hát hại đấy. Giác hoa được chạy vương nhiên lai chẳng phải chứ nghe thân mẫu của bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô giới cũng được vui vẻ đồng đặng hết sanh cả. Nói xong biểu quân chúc ta chạy nữa mà có lui. Bây giờ anh ơi nhìn trên bạch tỉnh có biết về đó rồi mẹ nó chứ hát tội có đức giáo hành về tội quân như lai và phát là nguyện cũng nhớ rằng trong nguyện từ nay những đời như lai những sẽ mất khỏi thật khổ thì tôi là con số trước thành chúng tôi là kẻ thoát. Hẹn Đức Phật bảo ngài ông hồ sơ lại Đức Phật bảo ngài ông hồ sơ lại ngài Quý Vương và đặt cái đó này chính là ông tạo Bồ Tát thôi nữa và ông nói là ngày này tại Bồ Tát đây vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Văn Hân Tập Hội Quá Hân Cùng Phẩm Hai Quá Hân Cùng Vướng Thuộc. Lúc đó Văn Hân nghe Địa Tạng Bồ Tát trăm nghìn môn các bất khả tư bất nghị bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số hai giới đều đến hành hợp tại công trời đó lại cho nhà hàng là của Như Lai Văn Hăng nói hiệp phương chúng mình được các thất khoảng chúng được trả 10 phương công đề đến với số nghìn mốc nghe ta đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật những chúng mất chứ là những chúng còn nếu con hơi nói hay là nhà này tại một tác nhóm hóa lượng phần đạo bộ hưởng chúng là chúng rất cần còn khó chuyển những chúng nó thì cái là sao nhân lại thì chúng là sao về trước cho nên cho phần thân tử trong sách đường chuyện những người khổ sở không bất ngờ tăng liền nhất nhờ làm từ bi lớn và thầy người xây dựng cái ngày này trong mùa tết cái này chính là đạo quả và chúng nó kia đó cũng trở lại làm sao cũng vẫn hỏi những đức như lai mắt nhìn mát không rời đất như lai ủi hát bây giờ thấy tôm bây giờ nó tôm nên sao sắc vàng xanh có quá hân bây giờ thấy tôm nên sao sắc vàng xanh có quá hân này chạy ra mà chắc trăm nghìn mỗi ức bất cái tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thiết vô lượng vô số với mà dạy gần nhờ trạng tái trong nẻ của trường do hai chúng sinh kiên cường như thế này cho nên chúng nó được quả tài về chánh nhưng trong 10 phần đó còn 1 phần chúng sinh mang 2 tánh ác nhưng là chúng nó có phần nghìn trăm nhất thân là nhiều phần trước trong chúng sinh đó hoặc có người chúng ta sáng lệ nghe pháp của ta liền chấp nhận hoặc có người phải còn khiến bấm hành tội được hiện quả hoặc có kẻ bị tội nghiệp quanh nặng chẳng em nằm kính tinh ngưỡng mộ ta có nghe nhiều hăng nói sinh mong có sắc sắc như thế hoặc thì nghe hăng trai hoặc thì nghe hăng gái hoặc thì nghe hăng trài ngầm quỷ thần hoặc thì nghe hăng gần núi xanh ngồi ao gạch suối làm lễ cho mọi người đã gọi đạo họ được giải thoát hoặc hiện ra hân hiên đế hoặc hiện ra hân trời phạm vương hoặc hiện ra hân vua chuyển ngân hoặc hiện ra hân quốc vương hoặc hiện ra hân cư sĩ hoặc hiện ra hân tể phụ hoặc hiện ra hân các hàng quan hộ hoặc hiện ra hân tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di cho nên hiện ra những hân hân văn la hán bích phật bà bồ tát để hoa đạo chúng sanh chứ không phải chỉ có phật nghe cho chúng thôi đâu để tại ông xem tay đó phải trao quá tiện em xem trong cái trang web nhà nó hát những sinh viên market như thế người ra những cái độ bụng đợt khai với hơi người khó đó nó sẽ chúng nó có bị đọc lần giữa chuyện sự khổ và em nên nhớ ta cũng chẳng là em gặp cái cách đây mình nghĩ là chúng sanh là chúng sanh có ta bà này nên nó Phật như là cái đời đều đặn giới hạn đều đặn giải khó giải hết khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật là Đức Phật họ ký bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát trong trăm nghìn bây giờ những quả hân này tại Bồ Tát những cái hân như chung là một hình nghe lên cả bậc cùng Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn có người thì kiếp chúng ta đến đây có nhờ Đức Thế Tôn kích động rất nhiều làm như con này là chẳng thể nghe bài nữa chứ hoàng ông lớn các văn hiện hành ra cũng có cái mình mỗi thế giới cho mỗi giới họ đạo cho mình mỗi thân mà nó họ đạo cho mình mỗi ức người làm cho với chúng người ta bảo có hai một số cái mỗi bàn những sao nổi là phải có chỉ làm được là một sợi lông một cát một đũa nước một mấy bộ hầm chỉ bằng chừng mấy năm tấp con điều đó hát là làm cho chúng nó được lợi ích lớn cái mong đó thấy tôm nó gọi cái mong đó thấy tôm cho vì những chúng sanh ác nghiệp cho là sao mà sinh lòng lo lắng cái mong đó thấy tôm cho vì những chúng sanh ác nghiệp cho mình sao mà sinh lòng lo lắng người ta cho mình tấp bạch cùng đức phần ba lần như thế
mấy lúc mấy giờ nhất Phật nhà được mà tới hai 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 ta hỏi cho ông được toàn nguyện từ cái như sao sanh lại được phát nguyện ông lớn có đợi cả chúng sanh không gọi hạng liền chứng quả bồ đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm thứ ba Phật Mẫu vừa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chấp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát, khán giả chúng sanh có duyên Bồ Đề, tạo nghiệp sẽ khác cấm thọ báo cao thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng rất gần. Trong mười môn thế giới cho đến bắt đầu, hoặc nơi hay có địa ngục, nơi hay không địa ngục, hoặc nơi hay có hàng nữ nhân, nơi hay không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có pháp, nơi hay không có pháp. Những bậc nhân văn là tất cả Phật cũng sẽ khác như thế. Tất cả Phật nhân ta có địa ngục sẽ khác hay đâu? Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng, tôi muốn nghe tập bát trong cõi như Bồ Đề chứ cảm lát đạo. Ngài Địa Tạng đất bạch gần. Thánh mẫu trong mong ngày lắm nghe lấy sự sống là việc đó. Thánh mẫu bạch gần xin hướng dẫn nó cho. Bồ Tát lược Phật bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát hướng thánh mẫu gần. Gần. Nhưng sự tập bát trong tập bát trong cõi như Bồ Đề. Nhân hiệu của những tập bát trong cõi như Nam Như Bồ Đề như dưới đây. Nhờ có chúng sanh chẳng hảo với cha mẹ, kẻ lớn nhất hại cha mẹ, cái đó phải đọa vào vô giới địa ngục. Trong nghìn muôn kiếp không nào mà khỏi được. Phải đọa vào vô giới địa ngục mới đến nghìn muôn kiếp không nào không mà khỏi được. Nhờ có chúng sanh nào có lòng ác, lòng Phật bị hương chảy máu, kinh chân người tâm bảo trên cái điển có phải đọa vào vô giới địa ngục trong nghìn muôn kiếp không nào mà khỏi được. Hoặc có chúng sanh, sanh tông có hương chủ, trái phẩm giới lực, thân tông có hương chủ, ô phẩm tăng ni hoặc các tình được sử dụng lại trong chúng truyền truyền hoặc giết hoặc hại những chúng sanh đó phải đạo vào vị giới ngục trong mỗi kiếp không lúc nào mong ai khỏi được. Như các chúng sanh giải làm hạt sa môn kỳ hạt công chấp phá sa môn làm dụng có hình trụ chấp phẩm giới lực để cấm hành lập y tạo những điều tội ác hạng người như thế phải đạo vào vị giới ngục trong nghìn mỗi kiếp không lúc nào mong ai khỏi được. Như các chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo còn uống phục không trụ chính mình thầy là cứu gạo đóng một con trụ cho nó không cho mình đến một vật. Kẻ đó bắt đầu giới ngục trong mình muốn kết số nào mới phải được. Người trong các gà mẫu nó có chúng sanh nào tạo những phẩm nó tạo trên đó họ bắt đầu vào địa phương vô gián khỏi tăng hồn sự nó có những cái quan điểm không được. Bà Mấy Giáo Phương Nhân lại phải cùng một cái rằng thế này là vô gián ngục, người này cho mình thắng cấp gần bao nhiêu địa ngục ở trong núi niệm thừa tách thứ nỗi rằng thứ hết nỗi rằng bao nhiêu địa ngục ở trong muốn thiết vi lớn có 18 chỗ với cái đó có 5 chỗ nhìn hiệu địa ghi xuyên khác nhau với cái này có hàng trăm nhìn hiệu cũng được ghi khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó do vòng một hành 28 muôn dặm hành đó hầu bằng sắt cao đến một muôn dặm cho nên hành không có thể nào hở trống trong một hành có để có nhìn hiệu trong một hành đó để có nhìn hiệu trong một hành đó để có nhìn ngục liên tiếp nhau nó có ngục liên tiếp nhau để có nhìn hiệu sai khác. Hiện có một số ngục tên là vô gián, ngục này cho vi một món 8.000 dặm. Từ ngục có 1.000 dặm, nếu chết trên hành không có chỗ nào hở trống. Từ ngục có 1.000 dặm, toàn bà sát cả. Từ ngục có 1.000 dặm, toàn bà sát cả, nó chỉ hạt hở sát trên sát dưới. Trên từ ngục có sát có cháu sát vô mũi đối nhau chạy bên này xe mông chia. Trong ngục có giường khắp muôn dặm, một người hở tỏa hở thấy mình mình bị chặt cái giường. Đến người mong tỏa, mỗi người hở tỏa có người thấy của mình mình bị chặt cái giường. Đó là do vì những tội nghiệp của ta gây ra cảm bày như thế. Tại những người tỏa chịu đối sẽ phát xả cho mình mỗi giờ sau cùng với lã quỷ. Ngay nên mới nhận nhìn gương cặp mắt chết xé như chấp nhán. Chúng ta cứ như lòng của bằng chặt. Tại có mỗi giờ sau chắc là chế là sát ra mình người tỏa. Hoặc nắm chúng mượn mũi, hoặc nắm chúng mượn lưng người dành cho nắm nó chỉ hắn lấy đây là trong giường. Tại có giường sau bằng sát mắt người tỏa để có những sát cái đầu người tỏa. Nên đó đâu có cho mình hãy để đến giờ đó xuống giường cái đó gây ra kỳ bộ trên đó. Lo các người tội nó đồng bộ và miệng sát đồng bộ muốn lao người tội một ngày một đêm muốn làm chết mình làm sống lại do vậy tội nghiệp sẵn tội nghiệp sẵn ra căn bệnh cái chân mình nói tiếp không nằm ở phải được lúc hai giới này hương hoại hay là sinh nhập qua địa ngục có hai giới khác lúc hai giới khác có hương hoại hay là sinh nhập qua địa ngục hay là sao mà có khác nữa nó có khác hương hoại hay cũng hồi cũng xây phần sinh và có khác khi thế giới này hành xong mà sống cho về thế giới này nên tôi nói cho một vô giới như thế đó là được một đó vô cái năm mình cảnh mình gọi là vô giới năm mình đó là những gì
tại như trong đó chứ khoảng ngày lẫn đêm cho nó chẳng qua số kiếp lúc nào ngớt nên gọi là vô dáng. Hai, một người hỏi tội hai này chặt có ngục, nhưng hỏi tội mắm hóc người để chặt có ngục nên gọi là vô dáng. Ba, những cái cổ để hành tội nhân như chỉ ba gậy gì không chó có giá có xe có được cái mát cho là soi lấy sắc chỉ sắc rồi sắc người sắc da sắc miền đầu nó sẽ nóng cái hăng đó hả thì sẽ sống cái thảo nó sẽ soi từ đó cho cái đây vô số kiếp nhưng sẽ có được nhớ nó như là không một vàng nữa mà là vô dáng. Bốn, không lần là trai hay gái mình mấy mọi gã nhà trái sân thề hoặc là gầm là chào hoặc là hằng là quỷ hay để gây trái khả năng là tâm đất các cái làm cho khó nên gọi là vô dáng. Năm, nếu người nào bị đọc vào địa ngục đó hoặc là chết vào cho đất chim kiếp bao nhiêu người đem người chết người sống lại vẫn và tình hình chỉ kéo một nén công đặng khi tội nghiệp mới đặng hoa xanh nhưng khi tội nghiệp mới hết mới đặng hoa xanh do vì lẽ nên viên mãn này gọi là vô dáng người ta mới tác hơn gần hơn mỗi gần nó sẽ lập vào địa ngục giống như thế nếu nó động ra hệ thân cái khổ nó không có sự hành tội cũng sẽ không có địa ngục đó và nó sẽ một cái không bao giờ nó chưa hết được và bây giờ bao nhiêu ngày lễ chẳng có chắc nó xong và không xin vào gầu phải tới đây lấy bài chắc mà lôi ra nên mà trên địa tạng Bồ Tát bỏ người nghiệp cảm có chúng sanh phẩm mới tươi Bồ Tát Văn Chỉ lúc đó người địa tạng đại Bồ Tát Bạch Cùng Đức Bạch Hằng Bạch Đức Thế Tôn con nên xuất quê hằng của Đức Như Lai nên chuyên hành những cấp nghìn mất thế giới để vô lượng cho chúng sanh phải nghiệp báo nếu không nhận xuất được của Đức Như Lai hãy chứ có thể biết hóa ra như thế được đây con là được Đức Như Lai một chút rồi nên khi nghiệp ai vừa đa Phật để cho chúng sanh không xuất được địa tạng Bồ Tát xin văn Bạch tôi xin thức ở thông chế lo Đức Phật bỏ người địa tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa vẽ phát cánh hết cánh không định phải quay làm dễ hàng cách hàng nghiệp báo dữ cùng quay làm hàng cách hàng quả báo lành làm lần cùng làm dễ từ hai cánh nhiên mà sinh ra lăng mấy trăm năm đời không lúc nào tận ngừng dứt bên làm chỗ này cho đến số kiếp như vô trần như là cá bay là trong lưới theo dòng nước chảy hàng tạm biệt ra gọi lại mắt vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó và trước ông chết là đồng nguyện cho bao nhiêu kiếp hàng không lớn nào hết cái hàng những sanh này ta có hại ta còn là gì thế hàng cùng ở bên Phật khi đã Phật dạy là như thế xong cho các hỏi của vị đại bồ tát hàng là được hàng tại vương nghe Phật cùng Đức Phật càng Thế Tôn, và những cái đêm nay người đại tạng Bồ Tát đã có hành gì mà được Đức Thế Tôn cần khen như thế? Có mong Đức Thế Tôn được nói cho bây giờ Đức Phật bỏ ngài bây Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn bỏ về ngài định người ta Bồ Tát lắm người lắng nghe phải khách sự xác đó tôi sẽ về ông với bà có gạn không muốn lân cận vô lượng bà số nghe sao bắt có thế kiếp về trước có Đức Phật ra đại hành là những kháng chí hành tụng như lai ông cũng chấm minh chiên mà nên tốt bình hệ thế nhân giải phong ngôn sẽ được cho vô hình như sơ Phật Thế Tôn Đức Phật đó họ sáu môn kiếp về ngày chú sức cho hàng người là vô lượng những nơi kia các bạn cùng với vô lượng lân cận hai vô đồng hành mười hai là lợi lát cho nhân dân như vậy trong nước lân cận đó còn nhiều tình như vậy ác hai vô cùng nhau bàn tính tình như con trước để giác diện chúng ấy mong phát nguyện tôi nguyện sớm thành Phật đã được chúng mới làm cho đề để cái khác không còn hờ mong phát nguyện chúng tốt được cái ta khó làm cho đề đã phước đức và đại hạnh như vậy thành Phật Đức Phật bảo mình ra Bồ Tát ông vua phát nguyện sao Phật đó chính là đến như hết chí hành tụng như lai còn vua phát nguyện là như hết những chúng sanh tội khổ hại trong ngày Phật đó chính là người đệ tam Bồ Tát ra vậy bà năm mong qua một cuốn mẹ để vua lượng vua sẽ kết về hết trước có Đức Phật ra đời hiệu là hành tịnh như hơn một như Đức Phật ra đời là như hơn một như lai Đức Phật đó học 40 kiếp trong hàng Phật pháp có một vị là hát với Đức Phật chúng sanh nhờ về đức tịnh tự giáo hóa mọi người nên thấy một người nói tên là Quan Mục người sống tới đây cũng nhiều là hắn hay là hắn không có người hỏi để muốn như gì nói một hơi rằng ngày hôm bữa tôi phát tâm phát hiện ra người đó một cái bát mỗi tôi chưa có hơn mỗi rồi hết phải sao về đường nào mấy người nó cảm ơn mình được quan sát thấy một đứa con Quan Mục đạo về cái niệm một cái khổ sở nói hơn một rằng nếu mọi người có sinh tử làm những hành gì mà nó phải đạo về cái niệm một cái khổ sở như thế nói một hơi rằng còn sáu hôm bữa tôi chưa thành là cái chạnh còn nhiều là hay ăn các con và sinh cho con mà khi hàng nó hồn ăn cho hao mãn tôi tính đến sáu cái chạnh của người đang ăn và đến hơn nghìn môn tôi tin rằng sáu cái gì phải là cách nào để có quá hơn mỗi tôi người hắn sắp thường mình cũng chứa được tương một lần người phải đang làm chí hành mà niệm biết thanh tịnh lưu học liên hoa một như lai à phải đang thanh tịnh đức phật thành cái còn cùng người mất được phúc lợi một cái xong người xuất từng câu hỏi từ phật mà họ cúng người đã đang làm cũng kết thúc hai chân người nên lấy từ phật nên nói là chim bao hay không có đức phật xét về xem chó hồng người muốn tu gì đức phật có mấy sáng mà bỏ một vàng chẳng bao lâu hàng mỗi người sẽ xem một trong nhật của người kia vừa biết đó là hành lễ cũng nói sau đó nếu tôi gái trong nhà xong rồi con chỉ cho đẹp ngày để biết nói cho đáp cùng khóc và nó có một ngàn thì với cho phật chúng ta có thể lấy nó có báo tôi là mẹ con mười lâu nay chúng ta tâm tập khi biết được người tôi phải đọc vào địa ngục nhờ quên được con người nên được khỏi sanh làm cái hạ tiện lại hai số mẹ con ngủ năm 13 tuổi đây ta bị đọc vào địa ngục nữa người có phương thấy người có phương thấy gì để biết ta được khóc và nó có sợ nhưng mà cái xong mới chắc là mẹ mình nghe khóc lóc mình nó với nó chơi gần đó là mẹ của tôi hợp với tôi biết tập của mình nó gây tạo thành nghiệp chi mà phải đọc vào địa ngục như thế đúng không mới cho đáp gần do hai người biết hai sao vật và cho tâm mới nhíp mà họ bắt khổ nó không có được với nó có nghiệp của này cho tôi phải có hai lần nghiệp đó mà vẫn còn chưa được hết khổ còn cái xong nhưng một khoảng nó chảy gần
Nhưng người ta khó, nếu người ta bắt cho này làm sao nó cái đất càng vì ta có nó ngay càng bắt nhẫn và đến chân mình nó cũng không còn hết được. Rồi nghe xong nghe khóc mai một nghe xong hay khóc trở lại và gạch dưới hơi không gần nguyện cho mỗi tôi tháng cái tên đồ còn một bàn nguyện cho mỗi tôi tháng trốn địa ngục không còn có tên tội và không còn đạo bá quan bá đạo nữa nên cho vào trong mười phương sắp chứng minh cho tôi về mẹ mà tôi có người không lớn như vậy nghe mỗi tôi soạn chấm tên đồ và hiện tại còn hai gái cùng các con còn hỏi có sống nữa tôi đã chết tận cái đó tiện nên hai một như lai mà phát là nguyện không lớn mà phát là nguyện gần tôi người ta đang nhớ đến đời vị lai nhưng sẽ mất cả khổ người ta đang nhớ về sao trong trong mình muốn kiếp trong những thế giới nào mà thấy chúng ta mất cả khổ thì ta là những con sơn mất cả khổ nên đi ngọc cùng ba ác đạo tôi nguyện có bắt tất cả chúng tôi nguyện có bắt tất cả chúng sanh tôi nguyện có tôi nguyện phát là nguyện rằng con nguyện từ ngày nay những về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà hàng chúng sanh mất phải tội khổ nay địa ngục cùng bát đạo tôi nguyện có bố chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng địa ngục chúng bát đạo chúng bát đạo địa ngục chúng sanh và ngạ quỷ những cái mất phải tội nghiệp như thế và cái rồi vì sao tới mới hành bậc chánh giác trong một lúc phát nguyện xong thì nghe tiếng của đức phật tịnh hai một như lai mà như hai một như lai dễ dàng mẹ một những người có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra là người con bé như thế là hay lắm tâm quan sát hai mẹ rằng ngươi lúc mẹ mà 3 tuổi khi bỏ qua thân này sẽ sai lầm một pháp khí tại đó sẽ là cái lúc con số lớn số không hại số lớn số không hại chính cãi sẽ có sự vận động nhiều hơn người trẻ sẽ đông như số các tâm hằng người tận trời của bồ tát của một người là hai phát lần đầu của một phát đó chính là vô tận ý bồ tát mở của một người giải thoát bồ tát còn một là người lên tâm thức như vậy thì mình chỉ là sau khi chết thì người tâm có lòng từ mẫn phát ra số là hàng mười lần cái như thế trong đời sau như có người như có những sự con làm mình làm ác chẳng nói cái chẳng tên lực nhân quả cái tội danh buồn mỗi cái nó hay ác khẩu cái hay bán đại thừa như chúng sanh có tình nghiệp nhân trái chấp pháp đạo như có hạn chế hết căn bơ bỏ bơ yêu ngày để cho mình tách nhập căn sáng ngón tay như sanh nó là khỏi bắt khỏi đại bác đạo như có người nào có thân kính người tâm bảo với kính và chân mới là lấy ngày sen còn những có người phật bảo vẫn có nhân bảo thời người đó chúng trong những mất kiếp sao thời người đó rồi cái này chúng ta sẽ có hướng diệu thằng lúc có chạy hát sẽ xuống 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 dây với còn hơn là với đế vương trong chân ngày kiếp để nhớ được ngày như vậy có cái đế chức của mình để nhớ đại vương ngày đế nhằm tắt hết số quay hằng rất lớn không phải như vậy sẽ lấy chúng sanh như thế cái ông như một bồ tát phải nhớ kinh này hay trong chuyện lấy bốn ông già ngày đế chuyện lấy vương một phật và đế thế tôn nhưng đế một phật chưa lo ngày mới đại bồ tát chúng con để có nên sức quay hằng có phật mà thiên lương còn cộng thiên lương cộng cái này để có bồ đề đây là lấy cho chúng sanh người được trải qua bồ tát bạch với đức phật xong mà cũng kính chúc tay lấy phật hồi nuôi ra cái hình của phật bây giờ vẫn hương vui làm tịnh cho người đứng dậy bây giờ vẫn hương vui làm tịnh cho người đứng dậy kính kính chúc tay mà bạch hồi đức phật ngài và đế hết tôn thì chúc sinh ra sinh lại thì trong bồ tát đã phát hàng nguyện công lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa hết ngày nay phải ngày nay còn phát ra là nguyện công lớn nữa tại sao ngày nay mà vẫn còn chưa hết ngày nay còn phải phát ra là nguyện công lớn nữa cứ mong bế tôn cho chúng con nhỏ Đức Phật bảo bốn phương vương rằng hay nên vì muốn được giải thoát cho chúng sanh ta vì các ông của chúng hiện đang ở ta vì các ông của chúng hiện tại và vị lai mà vẫn nói nhờ mà vẫn nói xuống tới ngày đại thừa tát ở dưới phù đài ở trên bậc sư tử nay dưới phù đài ở tại và thế giới này vì làm tầm mắt sắc hơn mà cố vất đổ hết cho các chúng sanh nó phải nghiệp báo cái vân bạch phật rằng vân bạch thế tôn chúng con xin muốn được nghe cái gì đó phật có vân vân rằng thì chúng ta sẽ nhắc lại người đã chờ bồ tát rồi hết chúng sanh mất còn chưa mãn nguyện ngày anh sắp cũng sẽ mất tập có điều này để muốn xét vô lượng kiếp từ sau lại tập có lai gia mà không biết tập có cái lai gia mà không biết vì lẽ đó người đã phát ra là chân nguyện người đã chờ bồ tát ở trong như hồ đài anh được bồ đề đó các bạn ở trong bồ đề anh ta bảy giới này dùng cho mình mỗi con trước để có chúng sanh ngày này trời ta vui ngày này trời ta đến ngày cái nhất hay là sinh vật hàng ngày chỉ cái có báo những người đã trước mình không biết chết hiểu đến gặp kẻ trong cấp hàng ngày chỉ có báo người có sáng cái tài danh hàng ngày chỉ có báo làm sáng và không yên ương đến gặp kẻ nó là không ác hàng ngày chỉ có báo người cần chống nhau đến gặp kẻ hay canh chơi hàng ngày chỉ có báo người không canh chơi hàng ngày chỉ có báo không lưỡi miệng lỡ nếu gặp kẻ nóng giận hàng ngày nhận có báo mình xuất thiết thành tập
Nếu gặp cả cũng sẽ hàng ngày ngày không báo báo còn mất không được toàn nguyện. Nếu gặp cả luôn luôn săn bắn hàng ngày ngày không báo báo kinh hãi nên còn mất mạng. Nếu gặp cả chiến nghiệp tay mày hàng ngày ngày báo trả đất chua lục. Nếu gặp cả trong những người có hàng ngày không báo báo còn mới đến chết. Nếu gặp cha gái mẹ gái nó đọc bác hàng ngày chưa có báo báo. Nó xong cái lệnh này bị gọi bọc. Nếu gặp cái dùng nước bác chim non hàng ngày chưa có báo báo. Số một chia lè. Nếu gặp cái máy cho báo hàng ngày chưa có báo báo. Đôi đít trong ngọng. Nếu gặp cả những chơi giáo pháp hàng ngày chưa có báo báo. Ở mở trong mép đảo. Nếu gặp cả cho giáo pháp hàng ngày đó ông ấy chết tạm. Nếu gặp cả là pháp quân chủ hàng ngày báo báo kiếp tân hành đi địa ngục. Nếu gặp cả ông nhập hành năm tam thời của các tăng già hàng ngày chỉ có báo báo ông ấy trong đời lúc sanh. Nếu gặp cả chủ nước so hay đội chính trị những hạ sơ vật hàng ngày chỉ có báo báo các hòa hàng mãi lẫn nhau. Nếu gặp cả pháp giúp ông cha hàng ngày chỉ có báo báo kiếp tân hành nếu gặp cả pháp giúp ông cha hàng ngày chỉ có báo báo cầm hố đó khác. Nếu gặp cả phương pháp có tổng cao một cách phi lý hàng ngày thì không có dụng hụt. Nếu gặp cả tất cả những cao hàng ngày thì không có hàng ngày bên người sẽ khí. Nếu gặp cả đồ chơi đỏ hàng ngày thì không có không lưỡi trên lưỡi. Nếu gặp cả tài kiến máy tính hàng ngày thì không có học xong một cái hơi lắm ngày trong một tác. Nếu gặp cả cái số xanh chúng ta đại chúng xanh trong tấm nhục đại tại người sai thì lại hai con ấy kết quả thân hình mỗi sẽ có như thế là nó sẽ được cái thôi. Nhưng cái khác cũng sẽ được một phần như thế này thành một tác dụng cho mình mất như thế đấy không tiếp đây với đó cũng có phần đó trước cái đạo có trở lấy cái quả báo như thế sẽ là đạo và địa ngục trải qua những kiếp không có lúc nào sẽ là đạo sẽ là địa ngục trải qua những kiếp sẽ là đạo và địa ngục trải qua những kiếp không có lúc nào hết khỏi vì thế nên các ông là bảo hộ bên người cũng được cái nước cho để những nghiệp chính nó làm mang họ chúng sanh muốn hơn vừa nghe xong nghe lại họ chấp tay lấy Phật mà nuôi ra kinh này thành một tác công nguyện biển hồi hết bỏ nguyện địa tạng ra là hiện công bằng hông hiện hóa đầu bằng mông đoạn của chợ có hông nó sẽ cần hông vô khó vô cùng. Nam mô hàng trụ học phương Phật. Nam mô hàng trụ học phương Phật. Nam mô hàng trụ học phương Phật. Nam mô hàng trụ học. Nam mô đại nguyện địa tạng vô Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vô Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vô Bồ Tát. Ha ha ha. Bồn sắc mô đi so ha.